Xin chào các thầy các cô. Đến giai đoạn này thì phần lớn các thầy các cô đều đã soạn khóa học được một phần tương đối nhiều. Thậm chí một số thầy cô là đã soạn xong khóa học và các thầy các cô cũng đã bắt đầu là chuyển cái khóa học của mình đến những cái khóa rỗng mà phòng công nghệ thông tin tạo. Thế thì để đảm bảo dữ liệu của mình được an toàn thì tôi khuyên các thầy cô thường xuyên làm cái thao tác như thế này, có thể là mỗi tuần hoặc là 2 tuần mình làm một lần, đó là backup khóa học. Khi các thầy cô backup khóa học thành một cái file thì các thầy cô có thể lưu trên máy tính của mình, sau đấy rồi các thầy cô sẽ restore nó vào những cái khóa học trống mà phòng công nghệ thông tin họ tạo. Giờ tôi muốn backup cái khóa học này đấy. Thì tôi xin nói trước như này này, là khi backup khóa học thì chúng ta sẽ có một cái đại khái là một cái file nó gói lại toàn bộ tất tần tật những cái gì có trong khóa học. Chính vì vậy trong nên ấy, là khi mà các thầy cô soạn khóa học thì chúng ta cố gắng đừng có đưa quá nhiều những cái file to nặng lên trên khóa học của mình, mà thầy đó mình chỉ đưa đường link đến các file đó thôi để mình có được một cái file backup nó nhẹ. Cái file backup nhẹ thì các thầy cô backup sẽ nhanh, tải xuống nó nhanh, rồi sau này các thầy cô có restore khóa học ấy, nó cũng dễ. Chứ các thầy cô mà có cái file backup mà lên tới mấy trăm megabyte đó, là các thầy cô phải nhờ admin của trường restore cho mình, chứ không có cái hệ thống server nào mà người ta để cho các thầy cô upload một cái file tới mấy trăm mê lên cả. Bởi vì một cái hệ thống mấy nghìn con người mà ai cũng được upload những cái file lớn như vậy thì cái server nó chịu không được. Rồi, bây giờ ta bắt tay vào cái việc backup nhé. Ví dụ như đây ta backup cái khóa này này, để tôi lưu về máy tính của mình. Lỡ như sau này cái có chuyện gì đấy đó nào đấy, thì tôi có một cái khóa cái file dự phòng đấy, thì tôi sẽ vào cái mục Course Administrations, có thể ở trên cái panel phía bên này hoặc là có thể phía bên phải này, nếu mà các thầy cô mở nó ra chế độ để panel, rồi tôi chỉ việc bấm đúng một cái backup. Đấy, thì nó sẽ cho thầy cô lựa chọn. Thường thì tôi sẽ không có backup user. Khi backup user thì nó sẽ gọi là đưa hết này, người học này, profile của người học này, rồi những cái gì người học tạo ra trong cái khóa học của mình cũng đưa vào, cho nên cái file nó lớn lắm. Mà thường thì mình đâu có backup người học làm gì, đúng không nào? Cho nên là tôi sẽ untick cái include user vậy thôi. Và tôi chọn jump to final step. Nếu muốn xem chi tiết các thầy cô có thể bấm next và chờ cái khóa cái file backup của mình nó được tạo. Đấy. Bây giờ giả sử như tôi có một cái khóa học mới được tạo, không nào? Thì tôi có thể đưa cái khóa backup lên đây để restore. Hơi chậm một chút. Ở tôi lấy ví dụ nhé, tôi có một cái trang e-learning khác. Cái này là của hội giảng dạy tiếng Anh và tôi làm chủ tịch hội. Nào, thí dụ như bây giờ tôi có một cái khóa học mới. Đúng nào. Đây. Đây này. Đây này. Tôi sẽ làm một cái khóa học mới. Cái này thì các thầy cô không phải làm, ở trường mình thì vào công nghệ thông tin làm cho các thầy cô rồi. Cái khóa này là cái khóa tập huấn learning cơ bản. Đấy. Đấy, cái này tôi để là e-learning 2020, này khóa mới tạo nè. Rồi tôi bấm vào save and display. Đấy, thì bây giờ trên hệ thống là tôi có một cái khóa trống bốc như này đấy, thì các thầy các cô cũng có cái khóa này ở trên cái trang của trường đó này. Tôi đang chờ cái backup này xong đấy, thì đợi khi nào mà nó có xong cái file backup đó thì tôi chỉ việc đưa cái file backup lên đây bằng cách là tôi bấm vào cái nút restore. Chúng ta chờ một chút xíu. Thế thì các thầy cô thấy là cái khóa học của tôi cũng không có đưa lên quá nhiều file đâu, chủ yếu là mấy cái file PDF mà nó giữ tập huấn, tài liệu tập huấn rồi giới thiệu các cái chủ trương chính sách này nọ, là các thầy cô thấy nó backup cũng đã lâu rồi. Và thực ra cái thời gian backup lâu hay chậm nó còn tùy thuộc vào cái server lúc mình backup ấy, nó có chống nhiều tài nguyên hơn nữa.
Thì chúng ta chờ một chút cái file backup nó xong, tôi sẽ tải xuống. Rồi, bây giờ cái khóa backup của tôi cũng xong rồi, chờ mãi cũng phải đến 5-7 phút. Thì đến khi xong rồi các thầy cô sẽ thấy cái báo cáo như này. Nhớ kiên nhẫn các thầy cô nhé, quá trình nó lâu đấy. Rồi, tôi bấm vào Continue. Thì lúc này các thầy cô sẽ thấy có cái file backup này. Wow. Cái khóa e-learning này tôi vừa mới backup ngày 19 tháng 3. Nó tại sao nó lại tới 210 mê nhỉ? Chắc là tôi đã tích luôn cả cái backup dữ liệu người học vào rồi cho nên nó mới nhiều như vậy. Nào. Thôi thì ở đây này cho nó nhanh này, tôi sẽ lấy cái khóa ngày 19 tháng 3. Đây, tôi download xuống. Và bây giờ ở cái khóa mà tôi vừa mới tạo ở đây này, ở trên hệ thống của mình một cái khóa mới trống trơn như thế này ha, các thầy cô cũng sẽ có khóa này. Đấy, thì tôi sẽ chỉ cần bấm nút restore này. Đấy, và tôi kéo cái khóa backup này, nhớ là về file nó nhỏ gọn nha, chứ file lớn là sẽ mệt mỏi cho các thầy các cô, các thầy cô phải dùng cái kiểu là move như ở phòng công nghệ thông tin cho các thầy cô, và bấm restore. Đó. Thì bây giờ các thầy cô chỉ cần bấm continue và các thầy cô sẽ chọn đại những khoa du lịch ấy. Các thầy cô chọn đúng cái khóa của mình. Thực ra thì nếu mà các thầy cô mà không có đây này, đấy, khóa học nó như thế thầy cô sẽ không chọn cái category cho mình được đâu, tại giờ tôi đang có tài khoản manager. Đây, review xong xuôi hết mọi thứ rồi, đúng nào, tôi kéo xuống cái next thôi, đại khái như vậy. Đấy, tôi perform restore. Đấy, thì cái khóa học nó sẽ được restore lên trên hệ thống. Đấy, chúng ta phải chờ. Đấy, tương tự như vậy, bây giờ giả sử như tôi có một cái hệ thống khác. Đây này, đấy, cái hệ thống này này. Thì hệ thống này nó cũng được xây dựng ở trên cái lõi Moodle giống hệ thống của trường mình. Thì tôi cũng bấm vào restore. Và cái file backup tôi thả vào đây. Đó, rồi tôi cũng chọn là xin lỗi. Giờ tôi sẽ xuống để chọn restore. Đấy, các thầy cô thấy cái quá trình nó lặp lại rồi nè. Rồi nhưng lại tiếp tục. Chọn một cái chỗ để restore và tiếp tục. Next. Next. Chọn to form restore và đợi thôi. Đấy thì ở đây này, đấy, sau khi restore xong thì các thầy cô sẽ thấy là tôi có cái khóa e-learning 2019, bởi vì nó trùng tên với cái khóa số 13. Đây là khóa 3453 này. Như vậy là tôi vừa mới làm xong cái thao tác mà backup cái khóa học e-learning 2019 này. Đấy là giờ trên máy tính của tôi, ở cái tủ download tôi có một cái file backup này, tôi lưu giữ cái file này thật là kỹ. À, rồi cứ khoảng độ tháng hoặc vài tuần các thầy cô backup một lần để những cái gì nó thay đổi ở khóa học các thầy cô ấy, thì nó được lưu lại. Đúng nào? Rồi, nếu không backup thì các thầy cô có thể cũng dùng cái cách là import cái khóa học của mình đi sang những cái khóa học mới như hướng dẫn của nhà trường. Rồi, xin cảm ơn các thầy các cô.